Xin chào tất cả mọi người, Ngọc Ánh lại quay trở lại đây. Và hôm nay trong video này, Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập, diện tích trên sổ đỏ vô cùng lớn, 50,1m² nha quý vị. 50,1m, trong đó có 19m là sân riêng đây mọi người ạ. Ngõ riêng của cái căn nhà này nằm trên trục đường ngõ thông thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà hướng nhà là hướng đông nam, có sân riêng, có ngõ riêng vào ngôi nhà. Thiết kế ngôi nhà là 32m, xây dựng là 5 tầng nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà này, nó nằm gần như là trung tâm của quận Hà Đông, gần với rất nhiều trường đại học lớn mà mọi người ai cũng biết. Ví dụ như là trường Đại học An ninh Nhân dân, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Bưu chính Viễn thông, vân vân, rất là nhiều trường. Gần với các bệnh viện lớn, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện 103, bệnh viện Ca Tân Triều. Phạm vi bán kính chỉ trong 1,5 km quay đầu thôi quý vị ạ. Và cái ngõ trước nhà là ngõ thông, xe ba gác đi qua thoải mái. Cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 50m thôi ạ, rất là gần. Nằm trong khu chợ dân sinh cũng như là nằm trong toàn bộ những cái tiện ích sinh hoạt hàng ngày.